nước. Cẩn thận ngã. Được chưa? Đi thôi. Messi. Ra đằng kia rồi chứ. Chậm thôi. Chậm. Đi la. Chậm. Đi. Chậm. Okay. Chậm, chậm, chậm. Nào. Messi ơi. Thôi ở đây chơi thôi. Hey, quay đây. Messi. Rồi biết thắc mắc là hay ra cái điểm đặt ngồi đi lên. Hiện giờ là chỉ có mỗi chỗ này dâm không thôi. Chưa ăn quanh ở đây ra. Chú rất đẹp. Hey. Không ra đằng đấy. Nào. Quay lại đây. Messi. Messi. Ra đằng này chơi, không chơi ở đằng đấy. Messi thì chưa đẻ lần nào, mới phối xong. À, ra hồ nước sạch rất là sung sướng, không cần phải ấy gì cả mà tự đã lao xuống dưới nước chơi rồi. Hôm nay hơi nắng một tí, hơi nóng nên cái là thích nghịch nước nha. Có bơi không? Pila có bơi không? Hả? À? Pila bơi không? Xuống bơi cái cho mát. Messi ra bơi đi, bơi tí cho mát. Đến nhà bơi con thôi à? Tốt lắm. Em ra xa quá nằm. Messi lười không ra, mất một quả bóng. Nhất là ba anh em có bóng của mình ở đây cho mình xin lại nhé. Ha ha ha.
xin ra đi. Ra. Ra xin. Ra đi. Thế để tí giữ mẹ Pila lại cho. Tốt. Mẹ Pila lại để cho Messi bơi khắp nhé. Mà nó chưa rút người lên chậm thôi nhé, không trơn. Đây đây Pila, Pila quay về đằng này chơi nào. Pila, Pila Pila quay lại đây. Khẩn trương. Quay đây. Đi ra. Đi ra đấy. Ở đây. Chơi loanh quanh ở đây. Chơi đằng này thôi, ra đây làm gì. Rồi, ngoan lắm. Rồi, nằm xuống đây nghỉ một tí đi. Nghỉ đi.